Sau lưng của mình là những con sư tử, những con sư tử biển các bạn. Con màu trắng, con màu xanh, con màu blue nó nằm ở đây. Và bên kia thì nó có nhiều con đó. Nên mình dẫn các bạn đi vòng vòng với mình nha. Hôm nay các bạn khỏe không? Đây, con này màu hồng, nhìn rơ lì không các bạn? Bên kia có con màu golden, con màu trắng nữa. Nói chung có rất là nhiều con. Có rất là nhiều con sư tử rất là đẹp nha các bạn. Đang đợi các bạn để các bạn đi khám phá. Đang đợi các bạn để các bạn đi đến, để các bạn tìm hiểu về đất nước sư tử. Các bạn không chỉ ở một cái đất nước này và bạn có thể đi nhiều nước khác nữa. Nhưng mình chỉ nói cho các bạn, hãy đi du lịch đi. Đi để các bạn học, đi để các bạn biết được ở ngoài kia có rất nhiều cái để cho các bạn học. Văn minh của thế giới còn rất là nhiều để cho các bạn học. Không dừng lại ở Việt Nam nha các bạn. Hãy đi ra khỏi cái ao làng nhà các bạn để các bạn biết ở ngoài kia thế giới nó văn minh như thế nào.